Thì xin chào các bạn, mình đến từ siêu thị Asian.vn. Thì hôm nay thì mình xin phép là công bố cái phần giải thưởng của chương trình Giveaway tháng 3 năm 2017. Trong cái bộ tặng lần này thì món đầu tiên là cái cần đặt 21 Venon đến từ thương hiệu Upschool như thế này. Một máy Evolve 4000 đến từ thương hiệu Upschool luôn. Và những sản phẩm này đều được phân phối bởi nhà sản xuất dụng cụ đồ câu cá Thiên Mã. Tiếp theo đó là một bịch cám như thế này và một bộ phao xuyên tâm và chì và phao tròn. Nếu như các bạn hứng thú với chương trình Giveaway tháng 3 thì các bạn sẽ truy cập vào phần mô tả ở phía bên dưới video clip đối với YouTube và ở trên đối với Facebook thì sẽ có phần thể lệ, các bạn vui lòng đọc kỹ và tham gia cho đúng để có cơ hội nhận giải của tháng này. Thì mình mong các bạn sẽ like, share và subscribe các kênh của Asian.vn để bên mình có thể mang đến cho bạn nhiều ưu đãi hơn và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn cho các bạn. Lần cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.